Không chỉ Đà Lạt mà nhiều thành phố trên thế giới thì cũng đang đối mặt với những hệ lụy do chính con người gây ra. Với những tòa nhà bê tông chen chúc, thiếu không gian xanh và mật độ dân cư lớn, Athens của Hy Lạp đang là một trong những thủ đô nóng nhất của châu Âu. Nắng nóng khắc nghiệt dường như đã làm lộ ra những vấn đề trong quy hoạch đô thị của thành phố này. Người dân và du khách đến Athens đã phải chịu cái nóng thiêu đốt kéo dài hơn một tuần qua. Họ chỉ có thể tìm thấy những không gian mát mẻ bên trong các tiệm cà phê hay đài phun nước. Cuối tuần này, nhiệt độ ở Athens được dự báo có thể lên tới 45 độ C. Giới chức địa phương đã yêu cầu đóng cửa địa danh nổi tiếng thành cổ Acropolis vào khung giờ cao điểm 12 giờ trưa và 5 giờ 30 chiều để tránh cái nắng chói chang. Tôi sống ở Đan Mạch. Chúng tôi muốn đến những nơi ấm áp và có bãi biển. Nhưng nóng như thế này thì kinh khủng quá. Tại Athens có rất ít không gian cây xanh để hạ nhiệt. Các khu rừng xung quanh thành phố cũng dần lụi tàn trong các vụ cháy rừng. Nhìn từ nơi cao nhất của thành cổ Acropolis, toàn cảnh thành phố Athens vẫn là những tòa nhà và căn hộ chen chúc với những khoảng không gian xanh khiêm tốn. Theo Quỹ Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên, chỉ có khoảng 0,96 m² không gian xanh dành cho một cư dân ở Athens, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới là 9 m² mỗi người. Còn theo báo cáo của Ngân hàng Đầu tư châu Âu, cấu trúc đô thị Athens gồm rất nhiều tòa nhà chen chúc, chiếm 80% diện tích bề mặt của thành phố. Những khối bê tông và nhựa đường này đã giữ lại một lượng nhiệt lớn hơn trong các đợt sóng nhiệt. Còn nước Nga đang nóng lên nhanh hơn ít nhất 2,5 lần so với phần còn lại của thế giới, làm tan chảy tầng đất đóng băng vĩnh cửu vốn chiếm khoảng 65% diện tích lãnh thổ nước này. Hố băng vĩnh cửu lớn nhất thế giới ở vùng viễn đông của Nga cũng đang tan chảy. Những cảnh quay do máy bay không người lái ghi lại đã cho thấy những chi tiết rõ ràng trên miệng núi lửa Batagaika, một vết nứt rộng trải dài hàng km ở vùng viễn đông của Nga. Các nhà khoa học không chắc chắn về tốc độ chính xác mà miệng núi lửa này đang mở rộng. Tuy nhiên, họ cho rằng đất bên dưới vết sụt sâu khoảng 100 mét ở một số khu vực chứa một số lượng lớn carbon hữu cơ và sẽ giải phóng lượng carbon này vào khí quyển khi lớp băng vĩnh cửu tan ra, qua đó tiếp tục thúc đẩy sự nóng lên của hành tinh.